Được đấy. Thì vật cá bây giờ mình lên hắn đậu vào cái lưới này, hắn đậu lưới xong mình úp vào. Ừ, cái này hắn đậu lưới rồi úp được chứ. Thì bây giờ hắn đậu lưới rồi úp ra, mình vô kiểu gì nhà bay loạn lên đó mà. Soi xem đâu đó. À, alo, xin chào các bác nhá. À, chúc các bác một buổi tối thật nhiều sức khỏe nhá. Em đang hôm nay bắt con chim trào màu bông các bác, cái đôi trào màu bông ấy mà nó cứ luyện giọng cho mấy con trào màu mũ đấy. À, nhiều bác cũng góp ý với em là bắt nó ra, nhưng mà thật sự là có mấy lần bắt rồi nhưng không được các bác, vì em mới mượn được cái vượt này các bác này. À, cái vượt bây giờ em xem nó nằm ngủ đâu để em bắt nó ra các bác nhé. Có thấy không? Nó ngủ cái súng này phải không? Trẻ ngủ đôi với nhau không? Trẻ lại ngủ cô đơn à, không ngủ đôi à? Ngủ trên này, rồi. Hai con này ngủ này rồi. Đấy, con này đấy. Nào ngủ không? Đấy, ừ. Hai con à? Sợ một cái con non này không bắt đâu, bắt mình hai cái con già thôi. Mấy con đấy còn non hơn đấy, hơn không, bọn này nó to mà nó học giọng, nó luyện giọng là bọn kia tốt. Các bạn vào bên trong các bác nhá, này có cái vượt này vừa mới mượn được đấy các bạn, vượt cá đấy. Vào, cẩn thận đào con chim cút nữa. 3 tỷ, chết mất, tiếc. Đây con gà, là hai gà đây mà không thấy con chim cút đâu. Đúng ạ. Ba con nào đây các bạn? Đây là ba con nào ấy đây. Ừ, hai con đấy. Hai con, ba con. Ba con luôn. Ba con bông luôn. Bố cả nhà nó ngủ đây các bác này. Hai bố mẹ đấy. Không cần đâu, úp vào là nó tự ấy mà. Cái thái thái. Úp vào là nó tự giúp vào trong kia luôn mà. Không cần, cái thái nó úp lại nó vô, nhưng mà đây không ấy đâu. Không biết con non nào hay là... Ê, từ. Nhẹ nhàng chim chim với loạn nhẹ. Đấy, con đấy. Con đấy con non. Non à? Ờ, hai già kìa, ui, bay mình kìa loạn hết rồi các bạn. Ui, hết trai. Chim, chim cút à, chim cút mày. Đứng dơ kia mà hai giờ nãy sợ. Đâu, đây anh già. Chè. Trẻ á? Ờ, tí là treo ấy là bắt luôn cho không bơi ngày nữa cũng loạn hơn đó. Đừng có làm như kia nhá, mới chơi. Con chưa à? Thôi cho loạn ít để xong rồi tí lấy dây đấy không? Các bác cả đây tí con non thì thả mấy con trà đấy không? Cẩn thận đạp cái nhá. Thế bạn đang... Cứ úp vào là nó tự khăng chui vào rồi. Đấy, úp vào. À, bay đây rồi. Khó nhở. Ừ. Ôi, chịu khuyên được bay rồi. Đây nè. Loạn lồng chiếc các bác. Đâu hơn đâu? Trên này đi vào. Đấy đấy, con này. Con này. Này đúng không? Đấy. Đấy, con này. Úp. Ô, bay này thì úp. Không kéo con thàn nữa. Rõ lắm nhỉ? Ừ, nguyên đen lên luôn này. Để thận đào con cút này. Cái con cút đi ạ. Cút. À, cút thì bay phát đâm một lưới chảy máu mũi luôn. Bay lưới à? Ừ. Lao rầm. Mày loạn phết đấy các bạn, khó phết đấy. Ơi, con này hơi căng. Đấy, đấy, đậu đây. À. Đâu rồi nhỉ? Đấy, đấy, đấy. Đậu cái nhỉ, ngã lên quay đó. Đấy. Không phải. Giờ than. Đây kia nhỉ? Rồi, đây. Đây, mắc đây con, à, con non đó, con non. Hai dàn đây này. Đùi gì nhé. Dẫn chân đấy. À. Được. Không, giờ than vậy đấy. Đây à? Đấy.
Khoai này. Ồ, thế được rồi. Khó nhỉ, em cho lên nhé. Cái này để em tắt máy, em chụp phát cho em nó soi cho nó ấy quá. Cái này không? Chỉ than thiếp, nó rúc này nát đầu nhỉ. Ừ. Vậy chim bay loạn này các bạn không thể bắt được. Chắc là em thôi các bạn, ăn lao nó tuồng các bạn này. Chim này tuồng kinh quá. Còn mấy con chim chè than với chào màu non nuôi lên bác, với chim khuyên nó bay nó tuồng lồng thương các bạn, em sợ nó toát cái đấy chứ. Cái đuôi này nó còn ngủ yên này. Nó trôi toát quá, chắc là không bắt rồi các bạn, để em tìm một cách khác các bạn nhé. Chắc là phải xử lý, tìm cách khác để xử lý hai nhà màu nữa các bạn. Không bắt được các bạn, nó bay kinh lắm. Dùng vượt mà không chơi được rồi. Vượt nó cứ bay qua bên lại, chim khác nó bay loạn lên các bạn. Chim giờ bay loạn hết cả lên rồi, em lại phải kiếm đèn em treo cho nó ổn định, nó bay vào để nó ngủ. Hay thôi chắc là cứ để luôn hai cái bông nữa các bạn. Thật sự là bắt nhiều các bác, không được, hôm nay mượn cả vượt các bác này. Mượn vượt đây cũng không út còn nữa. Chim thì bay loạn lên tông tuông đầu với lồng này. Hai con chuột than em thấy nó tuông kinh quá. Hai chuột than là tuông mạnh nhất các bác này. Mấy chào màu giờ lên tuông hết rồi. Bên ngày thì cái bọn chim non nuôi lên nó không sợ các bạn, nhưng mà ban đêm nó sợ, nó bay loạn lắm. Ôi, nghỉ để tìm cách khác các bác nhé, hôm sau chắc là em bắt sau rồi. Tối nay không bắt được rồi, không biết đâu sáng mai thử bắt xem được không. Nếu không được thì chắc là phải để nó lại nuôi các bạn. Nó kêu rồi các bạn này. Nó kêu loạn lên rồi. Chim lao tông tuông lồng ghê quá các bạn, em sợ toát hết mỏ rồi đấy. Mai có khi là chim chắc là toát hết mỏ rồi. Nhất là hai chuột than. Hai nhà than là hai con tông ghê nhất. Lâm ơi, vô cái bóng tiết điện anh treo lên cho chim đậu vô cái, đang tìm chỗ đậu. Con chim sâu, con chim khuyên đang bay vào đậu. Nó bay loạn các bạn, nó bay cả lồng luôn, cả chim nó bay ầm ầm lên rất khó. Cao này rất khó các bạn. Không xử lý được, để em lấy cái đèn em treo cho nó ổn định lên các bạn. Chim cút đằng kia. Dậy, con chim trời lên. Khổ rồi các bạn. Con này phải dừng cuộc chơi rồi. Đồ lắm mới gặp nhau. To treo ngoài đó, treo ngoài sáng chứ. Loạn quá. Không ổn rồi các bác nhá. Chắc là em xin gác lại các bác, để em treo cái bóng điện này cho chim nó ổn định quá. Cũng muốn bắt lắm đấy chứ các bác, nhưng mà không chơi được. Bác nhá, thôi em cảm ơn tất cả các bác đang xem theo dõi video nhá. Chắc là nghỉ các bác. Thật sự là chim nó bay mà nó tuông lồng em thương nó lắm, không kìm được lòng mình các bác, nhìn nó tuông thương. Sẵn cái vỉ nướng bên ngoài rồi, thương chim lắm. Thương thật chứ, nó tuồng thương lắm. Nó đi đâu cái trần ấy kìa. Rồi, em chào tất cả các bác nhá. Đó, chim khuyên các bác này, nó đang díu nhau để nó gọi nhau về đôi với nhau đấy các bạn. Bọn này hôm nay em thấy nó ghép đôi rồi. Nó ghép đôi với nhau chắc chắn em nghĩ là bọn này là sẽ đẻ thôi các bác. Nó ngủ đấy, bọn khuyên nó ngủ đây không nhớ các bạn này. Này bạn, phải gần không thấy, phải xa nữa. Khuyên đấy bạn này. Còn này ghép đôi kia lắm, em thấy hôm nay em nhìn em thấy nó kiểu nó ghép đôi lại với nhau. Chơi luôn à? Xin điếu nào. Chầm đi. Mời các bác làm điếu thuốc nhá.
À, chào nãy giờ mà còn chưa tắt được video cơ mà. Chưa mà ai còn hút thuốc. Không biết là xử lý sao các bác nhở. Em các bác có cách nào mà xử lý hai con trào mà bông này, các bác có ý bên dưới video cho em với nhá. Thực sự là em không biết xử lý sao nữa rồi. Mà hạ nó thì em lại thương, không nỡ lòng nào các bác. Mình đang bảo tồn mà. Hoặc là để luôn trong đây các bác nhá. Rồi em chào, lần này chào thật các bác. Cảm ơn các bác đang xem video nhá. Các bác nhớ góp ý bên dưới video cho em làm cách nào để bắt hai con trào mà bông này các bác nhá.